Cũng theo hướng dẫn của chính phủ, người lao động, doanh nghiệp cần lưu ý điều kiện và các bước thủ tục sau để nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng theo nghị quyết 68 của chính phủ. một, Chủ cơ sở cần lập danh sách người lao động kèm bản sao tạm hoãn hợp đồng. 2. Bản sao văn bản tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền. 3. Bản sao công chứng kèm bằng gốc để đối chiếu một trong các loại giấy tờ tương ứng với nhóm thụ hưởng, ví dụ như xác nhận của cơ quan y tế, người lao động đang mang thai, giấy khai sinh, giấy chứng nhận nuôi con. 4. Danh sách sau đó chuyển qua cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thẩm định, cấp tỉnh, thành phố Hương phê duyệt và trích kinh phí. 5. Nếu không hỗ trợ, địa phương phải nêu rõ lý do và thông báo bằng văn bản. Riêng nhóm lao động phải ngừng việc 14 ngày trở lên do cách ly y tế. Trong vùng phong tỏa, chủ doanh nghiệp khi nhận tiền có thêm 2 ngày để chi trả đến tay người lao động.